Xin chào các bạn. Tối nay thứ sáu vừa mới cắt xong mấy cây, cao hứng ngồi chém gió với cả nhà một chút. Trong cái cuộc sống này, tất cả chúng ta ai ai cũng cần có một cái niềm tin. Nếu như một người mà không có cái niềm tin, không tin vào bất cứ một cái điều gì, thậm chí cả vào bản thân mình, thì nói thật là cuộc đời sẽ rất là tăm tối. Thật sự là tôi nghĩ là như vậy. Nói ví dụ như cái bộ môn chơi cây này, tôi có được những cái trải nghiệm khi một cái người khách hàng, một người bạn đến gặp nghệ nhân muốn sở hữu một cái tác phẩm. Điều đó có nghĩa là họ đang đặt niềm tin vào bạn, họ đang tạm ứng cho bạn một cái niềm tin. Thật ra thì những cái người đến tìm với tôi thì đa phần thì trình độ của họ đều thấp hơn tôi rất là nhiều, cho nên là đa phần là họ đặt vào mình một cái niềm tin, đặt niềm tin vào tác phẩm, đặt niềm tin vào cái người nghệ nhân. Như vậy thì người nghệ nhân sẽ có hai lựa chọn. Khi mà một cái người bạn, một người khách hàng đến làm quen và họ muốn sở hữu cái tác phẩm của mình, họ tạm ứng cho mình một niềm tin, thì ở chiều ngược lại thì cái người nghệ nhân sẽ cố gắng làm sao để không phụ cái lòng tin đó, sáng tác làm những cái tác phẩm thật là tốt, thật là đẹp và mang lại giá trị cho những cái người sở hữu. Như vậy là có cho đi và nhận lại, nó cũng rất là hợp lý. Đấy là lựa chọn thứ nhất. Cái lựa chọn thứ hai thì cũng dễ thôi. Cây thì khách hàng cứ bê, thế còn tiền thì tôi cứ đút, mua đứt bán đoạn xong. Còn đẹp xấu đúng sai đấy là việc của ông, mua nhầm phải chịu. Đúng ạ, rất đơn giản, tôi chỉ có hai cái lựa chọn này thôi. Cái câu hỏi mà tôi cứ suy nghĩ mãi, trong cái giới chơi này có bao nhiêu nghệ nhân nằm ở vế thứ nhất và có bao nhiêu nghệ nhân nằm ở vế thứ hai? Thật sự là thắc mắc từ nãy đến giờ mà chưa nghĩ ra. Và chính bởi những cái thắc mắc đó cho nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một tác phẩm. Tôi đặt tên cho tác phẩm này là Niềm Tin. Ngày hôm nay chính là ngày tôi đặt tên cho tác phẩm đó, tác phẩm Niềm Tin. Là cuối năm nay mà có thể giới thiệu ra mắt cho mọi người với cái giới chơi nghệ thuật xem tác phẩm này. Xin chào, hẹn gặp lại.伤心的理由，这一次我的爱情等不到天长地久，错过的人是否可以回首？爱过的心没有任何请求，许多故事有伤心的理由，这一次我的爱情等不到天长地久，走过的路再也不能停留。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，
情节，许多故事有伤心的理由。这一次我的爱情等不到天长地久，走过的路